ông đoàn ngọc hải phải ngồi xe lăn và chống nạn nguyên nhân từ căn bệnh ai cũng sợ mới đây trên trang cá nhân của mình ông đoàn ngọc hải đã chia sẻ hình ảnh ông phải chống nạn để di chuyển khiến nhiều người yêu mến ông không khỏi lo lắng theo đó trong chuyến đi hà nội vừa qua ông hải đã phải nhờ nhân viên khách sạn hỗ trợ một đôi nặng để chống đi được nhiều người quan tâm và hỏi thăm về nguyên nhân ông đoàn ngọc hải cho biết ông bị bệnh ra cấp tính do thói quen ăn hải sản và nội tạng động vật thường xuyên bên cạnh đó một số khán giả khác cũng thắc mắc vì sao ông Đoàn Ngọc Hải rất chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao và đặc biệt là chạy bộ đường dài nhưng vẫn mắc căn bệnh này. Ông Đoàn Ngọc Hải cũng giải thích rằng dù xuyên tập luyện nhưng hiện tại tuổi đã cao, khả năng chuyển hóa của các cơ quan kém dần nên chỉ ăn quá đa một chút cũng có thể bị ca. Sau khi biết bệnh tình của ông Đoàn Ngọc Hải, nhiều người đã gửi lời động viên đến ông, mong ông kiên cử, giữ gìn sức khỏe để tiếp tục với hành trình thiện nguyện giàu ý nghĩa đang làm. Bệnh Gout và những điều cần biết. Bệnh Gout là bệnh viêm khớp vi tinh thể do rối loạn chuyển hóa nhân Kirin gây ra. Người bệnh Gout thường có lượng axit trong máu cao. Theo thời gian, các tinh thể axit dần hình thành gây sưng, viêm tại khớp và đau đớn cho người bệnh. Nguyên nhân gây bệnh Gout được chia làm hai nhóm, trong đó nguyên nhân gây bệnh Gout nguyên phát không xác định được nguyên nhân, thường ảnh hưởng bởi chế độ ăn giàu Kirin như ăn nhiều thịt đỏ, hải sản, uống nhiều rượu bia, thống kê cho thấy các nguyên phát có 95% các trường hợp xảy ra ở nam giới, độ tuổi thường gặp là 30 đến 60 tuổi. Nguyên nhân gây ra thứ phát do nhiều yếu tố bao gồm nguyên nhân di truyền, rất hiếm gặp, và do tăng sản xuất Acetyluric, hoặc giảm đào thải Acetyluric, hoặc cả hai. Những người bệnh sử dụng các thuốc như thuốc lợi tiểu, thuốc xương khớp hoặc sử dụng các thuốc ức chế tế bào để điều trị các bệnh ác tính, thuốc chống lao, evermatol, thioridazamand cũng là nguyên nhân gây gọt Để phòng ngừa bệnh gọt Người bệnh cần có chế độ ăn uống sinh hoạt khoa học, tránh các chất có nhiều purin như tạng động vật, thịt, cá, tôm, cua, có thể ăn trứng, hoa quả, ăn thịt không quá 150g trên ngày. Tuyệt đối người bệnh gout không uống rượu bia, cần giảm cân, tập luyện thể dục thường xuyên, uống nhiều nước, khoảng 2 đến 4 lít trên ngày và cần tránh các yếu tố làm khởi phát cơn gout cấp như stress, chấn thương, thời tiết lạnh.